Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng review phiên bản 5.5 Shop Bass to Bass hay Shop Quân bị tác chiến ở bên server chung xem có những gì nhé. Đây là Shop Quân bị tác chiến. Đây mình đầu tiên mình sẽ lướt một lượt cho mọi người cùng xem. Vẫn sẽ là cục tinh thể cam tịch màu hồng. Mình không nhớ nó là tên là gì nhưng nên là mình cứ gọi nó là tinh thể cam tịch thôi. Và mọi người sẽ được nhận mảnh hơi chơi hợp Thunder nếu như mọi người mua bằng chứng. Bằng chứng gì? Bằng chứng tinh anh. Đó. Đây là shop quân bị tác chiến. Ở đây như mọi người thấy thì có thẻ nhân vật hơi sợ Thunder, cây diên vĩ khóa hóa trừng phạt Hecate bán bằng 12 tinh thể màu hồng và có set Arena và set Banneret thức tỉnh. Ngoài ra như mọi người thấy thì ở đây có hai chỗ bán mảnh của nhân vật Hunter Thunder. Một cái sẽ tồn tại ở phiên bản 5.4, một cái thì ở phiên bản 5.5 nó mới mở cơ. Vậy là tổng cộng mọi người có thể mua được tổng cộng là 8 mảnh Hunter Thunder ở cả hai phiên bản luôn. Mấy cái shop này thì nó không có thay đổi gì nhiều. Và ngoài ra thì đây là hộp tự chọn skin. Ở đây như mọi người thấy thì có skin của Đào này, skin của Black Choice Hasobuni bầu trời trắng ngân và của Oải, skin Oải Hương của Gloria. Nói chung là shop lần này sẽ không thay đổi gì nhiều so với phiên bản 5.4, chỉ thay đổi cái hộp tự chọn skin này thôi. Chắc là ở phiên bản 5.6 sẽ chuyển sang bán Elysia và department của Elysia luôn. Trang bị và viết thánh, trang bị trấn và viết thánh của Elysia. Đây là bằng chứng tiên phong. Các bạn có thể nhận được tổng cộng là 480 pha lê và 3 mảnh tinh thể cam tịch màu hồng. Nếu như mọi người mua bằng chứng tiến cấp thì mọi người nhận được tổng cộng là 1160 pha lê và 10 mảnh hơi sượp Thunder, 12 mảnh tinh thể cam tịch màu hồng. Nếu như mọi người mua bằng chứng tinh anh thì tổng cộng mọi người sẽ nhận được 1160 pha lê, 40 mảnh hơi sượp Thunder và 14 mảnh tinh thể cam tịch màu hồng. Và một hộp tự chọn trang phục và rất là nhiều nguyên liệu khác. Ở đây có đá tinh thạch, ý chí viễn cổ nữa, rất là nhiều thứ vớ vẩn. Và mọi người sẽ nhận được một cái khung, cái khung này nhìn cũng khá là lạ mắt đấy chứ nhỉ. 600 B chip và 1280 B chip. Ok vậy thôi. Ngoài ra thì không có gì thay đổi hết, để phiên bản 5.6 xem có thay đổi gì không. Ok mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào mọi người.